Thưa quý vị, một phụ nữ đã bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 10 tháng 4. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 4, một phụ nữ chưa rõ danh tính điều khiển xe máy mang biển số 59X2-21057 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Lợi trong làn đường dành cho xe ô tô. Khi vừa qua cầu Bình Triệu thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, xe máy do người phụ nữ này điều khiển bất ngờ đâm thẳng vào giải phân cách của trạm thu phí. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị thương rất nặng và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông. Đến hơn 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.